Rồi, xin chào tất cả anh chị ha. Rồi, bao nhiêu trong số anh chị nghe rõ tiếng nói thì có thể là comment số 1 được không ạ? Rồi, rất là tuyệt vời. Thì tối ngày hôm nay thì Tiền cùng với tất cả các anh chị chúng ta đi đến ngày tiếp theo trong chương trình 21 ngày làm như thế nào để có thể là gì ạ? Bứt phá được tài chính trong công việc kinh doanh của mình, được không ạ? Rồi, chúc cả nhà chúng ta có một buổi tối tràn đầy năng lượng, tràn ngập trong sự thành công. Và tối ngày hôm nay thì cũng sẽ chia sẻ đến với anh chị một phần cực kỳ quan trọng, và cái yếu tố này là cái yếu tố nó quyết định cái sự thành công của anh chị, nó quyết định là anh chị có thành công hay không, nó quyết định một con người có thay đổi được cuộc đời của họ, có thể trở nên là tự do tài chính hay không, được không ạ? Thì ngày hôm nay thì cái kiến thức ngày hôm nay rất là đặc biệt, cho nên là những anh chị nào đã vào trong buổi tối ngày hôm nay rồi thì có thể là chia sẻ về trang cá nhân của mình để cho bạn bè anh chị em của mình cùng có thể là gì biết được rằng là gì, buổi livestream cũng đã bắt đầu rồi, cho nên là vào cái buổi học sớm nhất có thể, được không ạ? Rồi, những anh chị nào đang có mặt ở đây thì có thể là comment số 1 cho Thiên Thái, được không ạ? Rồi, rất là tuyệt vời. Và ngày hôm bữa thì Thiền cũng chia sẻ với tất cả anh chị rồi, đúng không ạ? Và cái sự thành công của mỗi con người anh chị, cái sự thành công của một con người nó sao ạ? Nó đến từ đâu ạ? Nó đến từ cái niềm tin của người đó, nó đến từ cái suy nghĩ của người đó, đúng không ạ? Và cái thứ mà nó ngăn cản con người của chúng ta, nó ngăn cản tất cả các anh chị ở đây đến với cái sự thành công, đến với cái sự thịnh vượng về tài chính của mình, đó chính là gì ạ? Đó chính là những cái niềm tin giới hạn của chính chúng ta, nó là những cái nỗi sợ hãi của mình, được không ạ? Cho thử hỏi anh chị này, bây giờ có ai quyết định cuộc đời của mình thay mình không ạ? Được không ạ? Bây giờ dù cho người khác có cấm cản, bây giờ người khác có ngăn cản mình, nhưng mà một khi mình đã quyết mình muốn làm rồi, có ai cản được mình không ạ? Nhưng mà bây giờ một người, được không ạ? Bây giờ một người họ có là gì? Có những người xung quanh này, bạn bè, anh chị em, gia đình họ thúc đẩy họ, truyền động lực cho họ, cổ vũ cho họ, nhưng mà họ không muốn rồi. Thì theo anh chị, có ai bắt được họ làm không ạ? Chắc chắn là không, đúng không anh chị? Và cái vấn đề ở đây anh chị, cái vấn đề ở đây đó là những cái niềm tin và những cái nỗi sợ hãi của chúng ta, được không ạ? Và thực sự bên trong con người của chúng ta anh chị, không có ai là không có nỗi sợ hãi cả, đúng không ạ? Tất cả chúng ta đều là con người như nhau, tất cả chúng ta đều có suy nghĩ giống như nhau, được không ạ? Chúng ta đều có bộ não, chúng ta đều có suy nghĩ, nhưng mà sao ạ? Và tất cả con người chúng ta đều có nỗi sợ hãi, đúng không anh chị? Và một trong những cái nỗi sợ mà mọi người không nên có đó là gì ạ? Đó là cái gì cũng sợ hết. Đi làm thuê thì sợ mệt, đi làm thuê thì sợ ít tiền, đúng không ạ? Đi làm kinh doanh thì sợ bị từ chối, đi bán hàng thì sợ bị từ chối, đi đầu tư thì sợ bị mất tiền, đúng không ạ? Cái gì cũng sợ hết, nhưng mà chỉ có một cái không bao giờ sợ, đó chính là gì? Đó chính là cái nghèo. Cho nên là mới trở nên nghèo khó và thiếu thốn, đúng không ạ? Và trong cuộc đời của chúng ta anh chị, có một cái trò chơi, đó là trò chơi về tiền bạc. Và bây giờ nếu như bây giờ anh chị không chiến thắng về trò chơi về tiền bạc thì anh chị sẽ thấy rằng là cuộc sống của chúng ta cảm thấy nó dường như nó chưa có dễ dàng, nó rất là khó khăn, nó rất là chật vật, đúng không anh chị? Và nếu như chúng ta chiến thắng về trò chơi tiền bạc thì chúng ta sẽ chiến thắng hết được tất cả mọi thứ, đúng không anh chị? Bởi vì bản chất cuộc đời của mình là sao ạ? Tất cả chúng ta đều phải sống bằng tiền. Bởi vì bản chất của tiền là sao ạ? Tiền nó là một cái vật trao đổi ngang giá, và tiền nó có một cái chức năng, đó là gì ạ? Tiền thì không mua được tất cả, nhưng mà anh chị hình dung là gì? Tất cả mọi thứ đều mua được bằng tiền, hầu hết là mua được bằng tiền, được không ạ? Có thể là gì? Chúng ta dùng tiền chúng ta mua tài sản, và anh chị cũng có thể dùng tiền mình mua tiêu sản. Có thể anh chị dùng tiền anh chị chăm lo cho sức khỏe của mình, có thể anh chị cũng dùng tiền anh chị làm cho sức khỏe của mình yếu đi, được không ạ? Và tiền nó là một cái thứ là gì ạ? Giúp cho chúng ta đạt được mọi điều chúng ta mong muốn, những ước mơ, những mục tiêu, những hoài bão của mình. Và tiền là quan trọng, tiền là tự do, tiền là hạnh phúc, tiền là một cái thứ cực kỳ quan trọng trong cuộc đời của chúng ta, được không ạ? Nếu như bây giờ chúng ta thiếu tiền thì hầu như mọi thứ trong cuộc sống của mình, anh chị có đồng ý rằng là nó rất chưa dễ dàng, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ nếu như chúng ta thịnh vượng về tài chính thì có phải cuộc sống của chúng ta nó được trôi chảy, nó được thuận hòa, nó được thuận lợi hơn, đúng không anh chị? Đúng không ạ? Và tiền là quan trọng, tiền là tự do, tiền giúp cho cuộc sống của tôi dễ dàng hơn, đúng không ạ? Và chúng ta có một điều rằng là gì?
tại sao tiền nó lại quan trọng đến như vậy, đúng không ạ? Bởi vì tất cả chúng ta đều phải sống bằng tiền, tất cả chúng ta đều phải sống bằng tiền. Theo anh chị là bây giờ mình đói bụng mình cần gì? Mình đói bụng thì mình cần tiền, đúng không ạ? Mình đói bụng thì mình cần tiền. Mình bây giờ mình khát nước mình cần gì? Mình khát nước mình cũng cần tiền. Mình muốn con của mình được đi học, mình cần cái gì? Mình cần tiền. Mình muốn được ở một căn nhà đẹp thì mình cần gì? Mình cần tiền, đúng không ạ? Mình muốn báo hiếu cho bố mẹ của mình cần gì? Mình cần tiền. Rồi bây giờ để giặt giũ vô quần áo đi, đơn giản để giặt giũ quần áo thì mình cũng cần tiền thôi. Để sử dụng điện nước trong nhà của anh chị cũng cần tiền thôi, đúng không ạ? Và không ai trên cuộc đời này mà họ nói rằng là gì, không sống bằng tiền, tiền bạc không quan trọng. Thì Thiện khẳng định một điều với anh chị là những người đó đang không có tiền và đang không được dễ dàng trong cuộc sống, đúng không ạ? Và cái người nào mà họ nói rằng là gì, hạnh phúc quan trọng chứ tiền bạc thì quan trọng gì, thì Thiện khẳng định với anh chị người đó không có xu nào cả, người đó đang khó khăn và thiếu thốn về tiền bạc, đúng không ạ? Bạn tin sao thì nó đúng vậy. Bạn tin rằng tiền không quan trọng thì tiền không bao giờ đến với bạn. Bạn tin rằng là gì, tiền là những cái thứ không tốt, cho nên là gì, tôi không cần có nhiều tiền, tôi chỉ cần hạnh phúc là đủ rồi, đúng không ạ? Và bây giờ cho Thiện hỏi anh chị này, anh chị có thể nào là giờ đến ngân hàng và anh chị nói rằng là gì, bây giờ cho tôi rất là yêu bạn, tôi rất là thương bạn, và bây giờ bạn cho tôi tiền được không, đúng không ạ? Không thể nào anh chị. Và bây giờ chúng ta cũng không thể nào mà báo hiếu cho bố mẹ của mình mà không cần tiền được. Chúng ta không thể nào đi du lịch vòng quanh thế giới mà không cần tiền được. Chúng ta không thể nào sống thiếu tiền được. Tiền nó là năng lượng, tiền nó là cái gọi là gì? Người Do Thái gọi tiền là gì? Tiền là máu huyết trong cơ thể. Mỗi lần mà không có tiền là giống như là gì? Cơ thể của mình là gì? Nó thiếu năng lượng vậy đó. Đúng không ạ? Bao nhiêu trong số anh chị thấy rằng là gì, khi mà trong tài khoản của mình đầy tiền thì cơ thể của mình, trạng thái của mình rất là tràn đầy năng lượng ạ. Còn mỗi lúc mà tiền trong tài khoản của mình nó trừ đi, nó trừ đi, nó trừ đi, nó không còn nữa, thì lúc đó có còn năng lượng nữa không ạ? Lúc đó thì không còn cái năng lượng nào nữa cả, đúng không anh chị? Cho nên là gì, tiền nó cực kỳ quan trọng với chúng ta, và chúng ta cần phải chơi chiến thắng một trò chơi trong cuộc đời này, đó là chính là trò chơi về tài chính. Và chỉ cần chiến thắng một trò chơi này thôi thì tất cả mọi thứ hầu như nó được giải quyết, đúng không anh chị? À đúng không ạ? Tiền là tự do, có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta tự do về tài chính. Có nghĩa là lúc này là gì? Tự do về tài chính có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái thu nhập thụ động của chúng ta nó lớn hơn cái mức chi phí của mình, thì lúc đó gọi là tự do tài chính. Và nhiều anh chị, tôi rất là khao khát tự do tài chính, tôi rất là mong muốn tự do tài chính, nhưng mà không biết tự do tài chính là như thế nào. Có nghĩa là sao ạ? Thu nhập thụ động lớn hơn chi phí của mình. Thu nhập thụ động có nghĩa là bây giờ chúng ta không cần phải làm việc gì hết, chúng ta không cần phải làm, và mỗi tháng tiền tự động chảy vào tài khoản của mình, thì đó gọi là thu nhập thụ động, là chúng ta không cần phải bỏ ra công sức nhưng mà chúng ta vẫn kiếm được tiền. Rồi mà ví dụ như bây giờ anh chị có một cái bất động sản anh chị cho thuê, mỗi tháng có thu nhập đến cho anh chị không cần phải làm gì hết, thì đó là thu nhập thụ động. Hoặc là anh chị thứ nhất là thuê nhà, hoặc là thứ hai là gì ạ? Chúng ta gửi tiền tiết kiệm trong ngân hàng, hoặc là thu nhập thụ động từ doanh nghiệp, đúng không ạ? Mỗi tháng chúng ta không cần phải làm gì hết và thu nhập thụ động nó cứ chảy về, thì đó gọi là thu nhập thụ động. Và khi cái thu nhập đó mà nó lớn hơn cái mức chi phí trong cuộc sống của chúng ta, thì lúc đó chúng ta tự do tài chính, đúng không ạ? Và khi mình tự do tài chính thì lúc đó thực sự chúng ta mới gọi là mình có một cuộc sống tự do anh chị, đúng không ạ? Lúc đó bạn không cần phải thức khuya, không cần phải dậy sớm, và không cần phải đến công ty làm những cái công việc mà mình không yêu thích, đến đúng giờ rồi về đúng giờ, và cuối tháng nhận được một cái đồng lương ít ỏi, đúng không ạ? Và hôm nay bạn tự do tài chính rồi, bạn có thể là ngủ nướng mấy tiếng cũng được, bạn ngủ cả ngày cũng được, đúng không ạ? Lúc đó là gì ạ? Mình tự do tài chính rồi thì mình đồng nghĩa với rằng là gì, chúng ta tự do được thời gian. Và có một điều quan trọng cực kỳ là gì ạ? Tất cả những công việc trên cuộc đời này, nếu như công việc nào mang lại giá trị thực sự cho xã hội, mang lại một cái giá trị thực sự, thì tất cả mọi công việc đều cao quý cả. Tất cả mọi công việc đều cao quý cả. Miễn là gì, cái công việc đó nó mang lại giá trị thực sự cho xã hội, đúng không ạ? Nhưng mà sao ạ? Tuy nhiên thì thu nhập thì khác nhau. Và hãy nhớ một điều rằng là gì, cái thứ mà nó giới hạn thu nhập của chúng ta có hai cách để chúng ta kiếm tiền, được không ạ? Một là chúng ta làm việc được trả công theo kết quả, hai là chúng ta làm việc trả công theo thời gian, tính theo giờ, tính theo ngày, tính theo tháng, đúng không ạ?
thì cái thu nhập nó khác nhau, được không ạ? Và đối với những người giàu có thành công về tài chính thì họ lựa chọn là gì ạ? Họ lựa chọn làm việc trả công theo kết quả. Còn người chưa thành công về tài chính thì sao ạ? Họ làm việc, lựa chọn làm việc để trả công theo thời gian, được không ạ? Trả công theo kết quả. Tại sao ạ? Bây giờ cho thầy hỏi anh chị là gì? Bao nhiêu trong số anh chị đã từng có một cái tư duy là gì? Mình nghĩ rằng là gì? Nghề chọn người, chứ mình không thể nào chọn nghề, được không ạ? Và anh chị hình dung là gì? Mình đâu phải cái cây đâu anh chị. Mình cắm chỗ nào là mình ở chỗ đó. Bạn có chân để bạn đi mà. Bạn có não để bạn tư duy, bạn suy nghĩ mà. Đúng không ạ? Mình có quyền quyết định và lựa chọn mà. Quyền quyết định là của mình. Được không ạ? Anh chị hình dung không ạ? Thiện khẳng định với anh chị là gì? Mình chọn nghề chứ không có cái nghề nào mà chọn mình cả. Bây giờ là bản thân của anh chị, là cái nghề của anh chị là do ai chọn? Là do mình chọn. Ai chọn làm cái công việc hiện tại? Mình chọn. Đúng không ạ? Ai chọn đi làm thuê? Mình chọn. Ai chọn đi kinh doanh? Mình chọn. Đúng không ạ? Ai chọn đi làm những cái công việc đó? Mình chọn. Chứ không có cái nghề nào mà nó chọn mình cả. Đúng không ạ? Mình tư duy, mình suy nghĩ. Đúng không ạ? Mình phải tư duy. Và hiện tại cái nghề của anh chị đang làm đó thì nó đúng với cái tư duy, đúng với cái kỹ năng, nó đúng với cái suy nghĩ, nó đúng với cái thái độ của anh chị luôn. Bạn được lựa chọn, có quyền mình làm cái công việc trả công theo thời gian, hay là bạn có quyền lựa chọn cái công việc trả công theo kết quả, được không ạ? Trả công theo thời gian thì nó sẽ có một cái công thức là gì ạ? Bạn sẽ dành thời gian, công sức, trí tuệ của mình để đổi lấy tiền. Và anh chị hình dung là gì? Thời gian của mình có bị giới hạn không ạ? Thời gian của mình thì bị giới hạn. Công sức có bị giới hạn không ạ? Công sức bị giới hạn. Bạn làm thuê thì sao ạ? Trí tuệ của bạn bị giới hạn. Thì nó đồng nghĩa với cái việc là gì? Thu nhập của mình cũng bị giới hạn luôn. Đúng không ạ? Mình làm công ăn lương, mình chờ, mình hy vọng rằng mình được tăng lương. Ở đây bao nhiêu trong số anh chị mình làm cái công việc mà mình không yêu thích mà mình vẫn phải đi làm ạ? Đúng không ạ? Bởi vì không làm thì lấy tiền đâu mà ra, đúng không ạ? Không làm thì lấy tiền đâu mà ăn, đó, đúng không ạ? Và cái điều mà khiến anh chị cảm thấy không thoải mái và không hạnh phúc mỗi buổi sáng đó, mỗi buổi sáng thứ hai đó, là bởi vì sao ạ? Là bởi vì mình thức dậy mình đi làm cái công việc mà mình không yêu thích, đúng không ạ? Mình làm công việc mình không yêu thích, và mỗi buổi sáng thức dậy là gì ạ? Mình làm trong tuần á, mình cứ hy vọng được rằng là gì? Buổi chiều thứ bảy hay là chiều thứ sáu á, ô lại là một ngày tuyệt vời, lại là một buổi cuối tuần tuyệt vời. Mình hy vọng mình chờ tới cái ngày đó để mình được nghỉ ngơi, mình hưởng thụ. Và sao ạ? Lại tiếp tục một cái buổi thứ hai phải đi làm những công việc mình không yêu thích nữa. Đúng không ạ? Mình lại không làm cái công việc mà mình không yêu thích nữa anh chị. Và mình cảm thấy sao ạ? Có thoải mái không ạ? Chắc chắn là không thoải mái. Đó. Và trả công theo thời gian thì chắc chắn nó sẽ bị giới hạn về cái thu nhập của mình. Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta đi, bây giờ muốn thu nhập gia tăng thì sao? Bây giờ là bình thường là làm 8 tiếng một ngày làm 8 tiếng đi, thu nhập 10 triệu. Bây giờ muốn gia tăng lên là gì ạ? 20 triệu đi. Thì bây giờ sao? Bây giờ làm gấp đôi. Bây giờ muốn gia tăng lên 30 triệu là sao? Làm gấp 3. Và bản thân của Thiện cách đây hơn một năm trước anh chị, mình cũng đi làm một cái công việc làm thuê thôi, là một ngày 8 tiếng, thu nhập chỉ có 8 triệu một tháng thôi anh chị. Đó là làm công việc về bảo vệ, làm công việc bảo vệ anh chị, bảo vệ cho tòa nhà đó, thì thu nhập một ngày 8 tiếng, đứng 2 tiếng, ngồi 2 tiếng để mình bảo vệ mà. À thì cái thu nhập của mình nó bị giới hạn ở đó. Bây giờ mình nói rằng là gì? Bây giờ mình muốn thu nhập gia tăng lên gấp đôi. Thì người sếp của mình bảo là bây giờ muốn gia tăng thu nhập lên gấp đôi thì bây giờ phải làm gấp đôi thời gian đi, tăng ca đi. Thì một ngày làm 16 tiếng thì mới có được 20 triệu. Được không ạ? Và bây giờ muốn thu nhập tăng lên gấp 3 hay sao? Bây giờ sao? Muốn kiếm 30 triệu sao? Thì phải làm 24 tiếng một ngày. Và lúc đó mình thấy rằng là gì? Ủa, bây giờ ước mơ của mình, hoài bão của mình, những mục tiêu của mình đi du lịch vòng quanh thế giới, rồi tự do thời gian, tự do tài chính, có một cuộc sống thành công. Thế bây giờ muốn kiếm 30 triệu làm hết 24 giờ một ngày. Mà cho thử hỏi anh chị là có ai mà làm hết 24 giờ một ngày không ạ? Và một cái điều đó là gì? Làm việc trả công theo giờ, trả công theo thời gian,
Nó không có gì là không tốt cả, nhưng mà nó có một cái sự gọi là không được tuyệt vời ở đây, đó chính là nó sẽ là một cái ngăn trở, một cái ngăn cản lớn nhất để khiến cho bạn đạt được cái sự thành công và giàu có, đúng không ạ? À? Bởi vì thu nhập giới hạn, trí tuệ giới hạn thì chắc chắn là đâu có nhiều tiền đâu. Và Thiền không chấp nhận cái công việc ở thời điểm hiện tại đó nữa, và mình đã thay đổi công việc. Mình đi tìm kiếm cái công việc nào trả được cái mức thu nhập tốt hơn, nhiều tiền hơn và trả công theo thời gian. Thì lúc đó Thiền mới, khi mà Thiền học được trong môi trường câu lạc bộ rồi, Thiền mới thấy được kiến thức rằng là gì? Bây giờ trả công theo thời kết quả thì bây giờ mình mới kiếm được nhiều tiền thôi. Và có một công việc được trả công theo kết quả mà bây giờ thì muốn chia sẻ với anh chị luôn. Bây giờ anh chị là hỏi là làm công việc gì để kiếm nhiều tiền đúng không? Làm cái gì để trở nên tự do thời gian, tự do tài chính đúng không? Đó chính là gì ạ? Hãy làm và lựa chọn những công việc nào mà trả công theo kết quả thì anh chị sẽ kiếm được rất nhiều tiền và thậm chí là không giới hạn luôn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì thời điểm mà Thiện làm việc trả công theo thời gian thì cái thu nhập của mình chỉ có 10 triệu, 8 triệu thôi. Nhưng mà khi mà Thiện biết lựa chọn làm việc trả công theo kết quả rồi thì sao ạ? À? Thu nhập của mình nó không giới hạn, nó gấp 10 lần những cái thu nhập mà, được không ạ? À? Trước kia mình làm luôn. Thì công việc nào để trả công theo kết quả tuyệt vời nhất mà tất cả những người triệu phú, những người thành công, những người giàu có họ đều làm. Đó chính là gì ạ? À? Đó chính là công việc bán hàng. Đó, công việc bán hàng kinh doanh. À, kinh doanh được trả công theo kết quả đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ anh chị bán trái cây đi, anh chị bán quần áo đi, anh chị bán vàng bạc đi, anh chị bán bún bán phở đi, đó không ạ? Hoặc là anh chị bán một cái gì đó đi. Ví dụ như anh chị bán tủ lạnh đi, hoặc là anh chị bán xe ô tô đi, hoặc là anh chị bán xe máy đi. Đúng không ạ? Buôn bán được không ạ? Thì nó sẽ trả công theo kết quả. Bán được nhiều thì tiền nhiều, bán được ít thì tiền ít, bán được càng nhiều thì hoa hồng càng nhiều, còn bán không được nhiều thì sao ạ? Hoa hồng không được nhiều. Ví dụ như một cái người họ bán về trái cây đi, họ bán dâu đi, họ bán dâu đi, một người họ bán một ngày 10 kg dâu thì chắc chắn là sao ạ? Chắc chắn là cái lợi nhuận của họ ít hơn cái người mà họ bán một ngày 100 kg dâu, đúng không ạ? Không quan trọng là thời gian. Bạn bán giỏi thì bạn bán hết sớm, bạn bán không giỏi thì bạn bán không hết sớm, đúng không ạ? Thu nhập thì nó không bị giới hạn. Bạn bán được nhiều thì kỹ năng bán hàng của bạn tốt, bạn bán nhiều bạn hưởng nhiều, bạn bán ít bạn hưởng ít, đúng không ạ? Bây giờ bạn chuyện thấy rồi, có rất là nhiều người họ kinh doanh, họ chọn kinh doanh để thay đổi cuộc sống của họ là bởi vì sao? Bởi vì họ biết rằng là gì, để thay đổi cuộc đời của họ, họ chỉ có một việc rằng là gì, phải lựa chọn cái công việc trả công theo kết quả thôi thì cái thu nhập mới không giới hạn. Ví dụ như bây giờ bán quần áo đi, một cái người họ bán ở ngoài chợ, họ bán ở trong các cái trung tâm thương mại, họ ngồi đó họ chờ thì sao ạ? Cũng là cái sạp quần áo đó thôi, đúng không ạ? Và cái người bên A, cái gian hàng bên A thì người này không biết bán hàng, người này không biết quảng bá và họ chỉ chờ cái nguồn khách hàng đi qua đi lại đó thôi để họ bán được một cái hai cái, đúng không ạ? Còn cái người có cái gian hàng ở bên B thì cái người này họ giỏi về cái việc quảng bá và bán hàng hơn, họ biết livestream, họ biết làm video, họ biết xây dựng thương hiệu, họ biết marketing và họ cũng là cái gọi là gì, cái gian hàng bán quần áo đó thôi. Nhưng mà một ngày cái người này họ bán 100 đơn hàng, được không ạ? Thì chắc chắn cái lợi nhuận của họ nhiều hơn rồi cái người mà bán được một hai đơn hàng rồi. Và cái người kế bên cạnh họ bán giỏi hơn nữa, họ livestream tốt hơn nữa, họ bán một ngày 1.000 đơn cái quần cái áo thì chắc chắn họ kiếm nhiều tiền hơn rồi cái người bán 100 cái, nhiều tiền hơn cái người bán một hai cái rồi, đúng không anh chị? Và anh chị thấy không ạ? Thì cái lợi nhuận nó khác nhau, kỹ năng kiến thức tư duy của ai cao hơn thì người đó kiếm nhiều tiền hơn. Và thu nhập thì sao ạ? Thu nhập thì không giới hạn, bạn muốn kiếm nhiều tiền thì bạn bán nhiều hơn, bạn muốn ít tiền thì bạn bán ít hơn thôi, được không ạ? Còn bây giờ bạn đi làm thuê, bạn đi làm một cái công việc được trả lương theo kết quả, bây giờ bạn làm 8 tiếng, thu nhập của bạn chỉ có 10 triệu một tháng thôi, bây giờ bạn có nỗ lực cố gắng làm 10 12 tiếng bạn cũng không bao giờ gấp đôi được thu nhập. Nhưng mà bây giờ công việc kinh doanh bán hàng trả công theo kết quả, bây giờ bạn livestream tuyệt vời hơn, bạn chia sẻ, bạn làm video, bạn bán hàng tốt hơn, kỹ năng bạn tốt hơn, bạn cố gắng hơn thì bạn có thể tạo ra kết quả không giới hạn. Ví dụ như cái người kia họ bán không tốt, họ bán cả ngày chỉ có được
hai khách hàng thôi. Còn cái người mà họ bán hàng tốt, livestream tốt, một ngày trong một tiếng của họ thôi họ bán 1.000 đơn hàng, hơn cái người mà họ bán cả ngày mà chỉ có 2 đơn hàng, đúng không ạ? Và cái việc là gì, trả công theo kết quả là một thứ cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời để giúp cho bạn kiếm được nhiều tiền, bạn thay đổi được cuộc sống của mình về tài chính. Và anh chị để ý đi, anh chị xem thử tất cả những người thành công là ai, tất cả những doanh nhân họ đang làm gì, tất cả những người giàu có họ đang làm gì, tất cả những người họ đang sở hữu nhà, sở hữu xe, họ đang làm cái gì. Thì khẳng định với anh chị luôn, hầu hết đều chọn con đường đi kinh doanh. Có một số người họ làm về lĩnh vực khác, nhưng mà hầu hết 95%, hơn 95% họ đều chọn đi kinh doanh hết. Bởi vì họ biết rằng là gì, trả công theo kết quả thì tôi mới có thể có một cuộc sống tốt hơn được. Bây giờ bạn muốn thành công và giàu có thì bạn phải đi theo người giàu thôi. Bạn muốn có cuộc sống tốt hơn, bạn muốn kiếm được nhiều tiền hơn thì bạn thấy ai làm cái công việc gì kiếm nhiều tiền thì bạn làm, được không ạ? Thì cái công việc mà cái và người thành công nói rằng là gì, người thành công thì luôn luôn có lối đi riêng, đúng. Và lối đi này bạn phải hiểu cho đúng, lối đi riêng này là lối đi riêng của những người thành công, được không ạ? Bạn phải hình dung là lối đi này là lối đi riêng của những người VIP. Người thành công đi trước, họ đã có lối đi riêng rồi. Mình đi theo lối đi riêng của người thành công. Bạn đi đi cái lối đi VIP á, chứ không phải bạn nghe tư duy mà bạn hiểu sai, bạn nói rằng người thành công luôn luôn có lối đi riêng. Và người thành công đi lối đi bên này, tiền bạc của cải vật chất. Bạn nói rằng là gì? Tôi người thành công, tôi đi lối đi riêng, bạn đi lối đi ngược lại là bạn sai rồi đó. Bạn chưa thành công rồi đó. Được không ạ? Mình phải hiểu cho đúng, lối đi riêng này là lối đi riêng của những người thành công, họ đã đi trước rồi và mình đi lối đi riêng đó. Còn cái lối đi này là lối đi VIP, còn lối đi vé đi thường đó, thì mình đi lối là vé đi của những người bình thường. Đúng không ạ? Còn người thành công thì luôn đi lối đi riêng của VIP. Được không ạ? Đó, cho nên bây giờ anh chị hình dung là gì? Bây giờ bạn muốn thành công thì bạn xem thử người thành công họ đang đi con đường nào. Bạn đi theo con đường đó thì bạn thành công giống họ. Và đặc biệt là gì? Phải đi theo đúng người thầy dẫn đường. Được không ạ? Và bây giờ để biết được một người có thành công thực sự hay không thì sao? Nhìn vào cái kết quả của họ. Bạn nhìn vào cái phong cách sống của họ là bạn biết rằng là gì? Kết quả thì luôn luôn nói thật, đúng không ạ? Mình cứ nhìn vào kết quả mình sẽ biết rằng là gì? Người đó có thành công thật sự hay không, nhìn vào tư duy của người đó có phải tư duy người thành công hay không, được không ạ? Và tư duy thì sao ạ? Tư duy thì nó quyết định kết quả thì nó quyết định tư duy. Người nào có kết quả thì người đó đúng, còn chúng ta không mà nói rằng là ai đúng ai sai ở đây, nhưng mà người nào có kết quả thì người đó là người đúng đó, à đúng không ạ? Người nào có kết quả thì người đó đúng chứ gì nữa. Và để mà có được cuộc sống tự do về tài chính chỉ có một con đường thôi, là kinh doanh. Và những người thành công về tài chính họ biết rằng là gì, những người giàu có họ biết rằng là gì, họ muốn tự do về tài chính thì họ phải tự do về thời gian trước, sau đó họ mới tự do tài chính. Thay vì một ngày bạn dành ra 8 đến 10 tiếng để bạn làm những cái công việc bạn không yêu thích đó để bạn kiếm tiền và bạn xây dựng ước mơ cho người khác, thì bạn có thể dành 8 đến 10 tiếng đó bạn hãy làm công việc mà mình yêu thích, kiếm nhiều tiền và xây dựng ước mơ của mình. Đó là sự khác biệt. Nhiều người họ cũng nói tôi muốn tự do tài chính lắm, tôi muốn thành công lắm. Nhưng mà mỗi một ngày họ nhưng mà sao mà họ không được tự do thời gian. Họ muốn tự do tài chính nhưng mà trong một ngày của họ, họ dành hầu hết thời gian của họ để đi làm công việc họ không yêu thích và làm những công việc xây dựng ước mơ cho người khác. Đúng không ạ? Và có một cái câu chuyện mà thì muốn chia sẻ với anh chị đó là gì? Vào một cái ngày đẹp trời, một cái người sếp lái một cái chiếc xe Rolls Royce đến công ty làm việc. Thì và cái người nhân viên mới hỏi người sếp này là gì ạ? À, sếp ơi, em thấy sếp tuyệt vời quá, sếp đẹp trai quá. Sếp lái một cái chiếc siêu xe, một cái chiếc Rolls Royce rất là đẹp. Em rất là ngưỡng mộ sếp, sếp rất là tuyệt vời. Thì cái người sếp mới bảo với cái bạn nhân viên như thế này nè. Đúng. Tuyệt vời đúng không em? Em ơi,
hãy cố gắng, hãy làm việc kiên trì và chăm chỉ đi, sang năm sau anh có thêm một chiếc nữa, đúng không ạ? Và bạn cứ cố gắng bạn làm việc chăm chỉ, cần mẫn, vất vả, nhưng mà người có được một cuộc sống giàu có là ai? Là người chủ của mình đó. Và anh chị hình dung rằng là gì? Tất cả chúng ta sinh ra đều có quyền lựa chọn, tất cả chúng ta sinh ra đều có tay chân mắt mũi miệng đầy đủ, có bộ não đầy đủ, đúng không ạ? Người sếp của mình họ cũng đâu có hai cái đầu đâu, người sếp của anh chị họ cũng đâu có hai cái tay, hai cái bốn cái tay bốn cái chân đâu, họ cũng giống như mình, mà tại sao họ lại có được kết quả cuộc đời như vậy mà mình thì chưa? Thì có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là họ biết cái điều gì đó mà mình chưa biết, có nghĩa là họ cái suy nghĩ của họ khác suy nghĩ của mình, có nghĩa là tư duy của họ khác với tư duy của mình. Vậy thì bây giờ mình phải đi học cái điều chưa biết đó để mình cũng đạt được cuộc sống giống như họ, được không ạ? Và Thiện mới nói với anh chị rằng là gì? Đừng có nghĩ rằng là gì, ô sếp tôi giỏi, sếp tôi tài năng, sếp tôi du học, sếp tôi này, sếp tôi kia. Nhưng mà Thiện khẳng định với anh chị một điều rằng là gì? Tất cả những người thành công và giàu có, tất cả những người thiên tài, họ đều từng là những người không có gì cả, họ đều là những người bình thường cả. Nhưng mà để trở thành một người thành công, để trở thành một thiên tài thì tất cả họ đều rèn luyện mỗi ngày. Không ai sinh ra là đã tài giỏi cả. 1% là thiên tài, 99% là do sự nỗ lực của chính người đó. Được không ạ? Cho nên là sao ạ? Nếu bạn còn sức khỏe, bạn còn sức lực, bạn có não để suy nghĩ, bạn có trí tuệ thì bạn kiên trì, kiên nhẫn thì khẳng định với anh chị cũng có một cuộc sống thành công, khỏe mạnh và hạnh phúc, tự do thời gian, tự do tài chính, được không ạ? Bây giờ người khác thành công hơn mình là họ biết cái điều gì đó mình chưa biết, người khác giàu hơn mình là họ biết điều gì đó mình chưa biết, thì bây giờ mình đi học cái điều đó, được không ạ? Và khi mà mình học được rồi mình rèn luyện, cũng giống như cái việc là gì ạ? Bây giờ anh chị biết một cái công thức là tập gym để có được cái body đẹp rồi, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ cho thầy hỏi anh chị là bây giờ anh chị không luyện thì nó có được cái body đẹp không ạ? Ví dụ như Ronaldo đi, để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất số 1 thế giới, vậy thì sao? Ông đẻ ra ông làm được điều đó hả? Ông mới đẻ ra là ông biết đá banh hả? Ông đẻ ra là ông đã là thiên tài hay sao? Hay là mỗi ngày ông phải dành nhiều thời gian hơn để ông rèn luyện à? Hay là ông phải có người thầy để rèn luyện cho ông à? Và đơn giản là gì? Sự khác biệt giữa thiên tài và người bình thường đó là gì? Đó là cái sự rèn luyện. Đâu á, cái sự liên tục rèn luyện, bền bỉ, kiên trì, kỷ luật và rèn luyện, học tập, phát triển bản thân. Cho nên là cái con đường mà để giúp cho anh chị trở nên thành công đó chính là gì? Anh chị, tất cả chúng ta đều trở nên thành công và giàu có được, đều trở thành những người tự do tài chính được. Đâu à, chỉ cần thì chúng ta chịu rèn luyện thôi, chúng ta tìm một cái người thầy dẫn đường, tìm một môi trường học tập phát triển bản thân, tìm những người có tâm, có tầm, có tài để mình có thể cũng học được và thay đổi được. Bởi vì bản thân của Thiện cũng không tài giỏi gì, bản thân của Thiện cũng không xuất sắc gì hơn anh chị cả. Thiện hiện tại sinh năm 1999, hiện tại Thiện 24 tuổi thôi. 2 năm trước mình là sinh viên mới ra trường thôi. Nhưng mà tại sao những cái kết quả mình thay đổi được ở trong 2 năm qua là một cái điều ngoạn mục, mà sao ạ? Đối với bản thân của mình nó là rất là lớn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì Thiện đã được gặp đúng một cái môi trường là môi trường câu lạc bộ Thiện đang học, và được cái người thầy dẫn đường chia sẻ những cái kiến thức mà anh đã ứng dụng thành công rồi, được không ạ? Và những người thành công ở trong câu lạc bộ chia sẻ, và bản thân của Thiện thì cũng học những cái công thức và cũng học tập rèn luyện mỗi ngày, và mình có được cái kết quả thay đổi, được không ạ? Cho nên là nếu như anh chị nào mà mình đi tìm kiếm con đường mình muốn tự do thời gian, tự do tài chính mà mình chưa tìm thấy một cái môi trường nào đó, mình đang đi tìm kiếm nha, thì sao? Thì muốn thì chúng ta cùng nhau học tập phát triển, và hàng ngày thì câu lạc bộ cũng có chia sẻ các cái buổi phát triển bản thân để chúng ta rèn luyện, bởi vì thay đổi suy nghĩ thì mới thay đổi được kết quả, thay đổi suy nghĩ thì mới thay đổi được cuộc đời của mình, được không ạ? Và sao ạ? Những người thành công á, họ phải chọn cái việc là gì? Phải tự do về thời gian trước, rồi sau đó họ mới tự do về tài chính, được không ạ? Và anh chị hình dung là tất cả những người thành công và giàu có thì họ đều xuất thân từ nghèo đi lên. Có những người sao ạ? Họ xuất thân từ cả cái việc là gì? Chưa được dư dả về tài chính, âm nợ luôn, được không ạ? Bao nhiêu trong số anh chị ở đây là mình biết một cái vị tổng thống rất là vĩ đại, đó là Abraham Lincoln ạ. À, khi mới bắt đầu lập nghiệp á, anh chị hình dung là ông ấy á, hợp tác với một cái người suốt ngày rượu chè, cờ bạc, tiêu pha, không có cái chí
làm anh và ông hợp tác, và cái người bạn của ông đó sức khỏe không tốt và người bạn của ông lên đường. Và bây giờ anh chị hình dung là khi mà hợp tác với nhau thì sao ạ? À? Cùng nhau đi vay tiền, đi mượn tiền, nhưng mà bây giờ người bạn của ông lên đường rồi thì sao ạ? À? Ông là cái người phải gánh chịu cái số nợ đó, được không ạ? À? Và anh chị hình dung là gì? Một cái chàng chàng trai trẻ mới bắt đầu khởi nghiệp mà gánh một cái đống nợ như vậy, nhưng mà cũng đã trở thành một cái vị tổng thống vĩ đại nhất thế giới, được không ạ? À? Cho nên là cái khởi điểm của bạn á, nó không có quyết định được cái đích đến của bạn, được không ạ? À? Có những người họ sinh ra họ xuất phát điểm của họ thì sao ạ? À? Ở gần vạch đích. Và có thể anh chị ở đây không may mắn như họ, nhưng quan trọng là anh chị phải hiểu một điều rằng là gì? Đường đi của mỗi người là khác nhau, đích đến của mọi người là khác nhau, được không ạ? Đích đến của họ là của họ, đích đến của mình là của mình. Đó, chúng ta được quyền lựa chọn, đúng không ạ? Là mình bắt đầu ở đâu và mình kết thúc ở đâu, có nghĩa là cuộc đời của mình được mình quyết định, được không ạ? Cuộc đời anh chị có thể lựa chọn cái đích đến của anh chị, nó cũng là cái đích xuất phát của mình luôn. Có nghĩa là sao ạ? À? Có nghĩa là cuộc đời của mình sinh ra như thế nào thì cả cuộc đời của mình như vậy luôn. Mình sinh ra trong cái cảnh thiếu thốn nghèo khó thì cả cuộc đời mình cũng như vậy luôn. Đó là cái đích đến. Có nhiều người cái đích đến của họ cũng giống như là cái vạch xuất phát của họ thôi. Nhưng mà có những người họ sinh ra ở những cái nơi chưa được tuyệt vời, nhưng cái đích đến của họ là sự thành công, giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc, tự do, vinh quang, được không ạ? Là một người bình thường nhưng phải sống một cuộc sống phi thường, được không ạ? Và tất cả mọi thứ nó đến từ tư duy và niềm tin của chúng ta cả anh chị, được không ạ? Ai ở đây cũng thấy rằng là gì? Thay vì mình dành 8 tiếng đồng hồ ra để một ngày mình làm việc, mình xây dựng ước mơ cho mình, cho người khác, được không ạ? Thì mình phải dành 8 tiếng ra để mình thực hiện, để đi kiếm tiền, xây dựng ước mơ, kiếm nhiều tiền hơn, được không ạ? Để xây dựng ước mơ cho mình. Vậy thì cái nào có lợi hơn? Vậy thì cái nào có tương lai hơn? Nếu như bây giờ mỗi một ngày anh chị thức dậy và mình làm những cái công việc mà mình yêu thích, chúng ta xây dựng ước mơ cho mình làm cái việc mình yêu thích á, thì sao? Có phải chúng ta có cái động lực mạnh mẽ hơn không? Có phải chúng ta có cái nhiệt huyết hơn không anh chị? Có phải chúng ta thấy vô cùng hạnh phúc với cái điều đó đúng không ạ? Bao nhiêu trong số anh chị là gì ạ? Đã từng tham gia hoặc là làm một cái công việc nào đó, một cái dự án nào đó mà mình cảm thấy rằng là gì? Chúng ta thức trắng vài ngày luôn, vài đêm luôn, chúng ta không mệt mỏi, chúng ta cũng không buồn ngủ luôn, không ẻ ỏi luôn. Bởi vì là sao ạ? Chúng ta cảm thấy đam mê với cái công việc mình làm, đam mê với cái dự án mình làm. Đó chính là cái trạng thái năng lượng khi mà mình làm việc, được không ạ? Bây giờ nếu như bây giờ công việc của anh chị làm với cái mức lương đó, anh chị cảm thấy không được tuyệt vời, được không ạ? Anh chị cảm thấy công việc hiện tại của mình có tuyệt vời không? Từ thứ hai đến chủ nhật, ngày nào cũng như ngày nào. Từ thứ hai đến chủ nhật, ngày nào cũng cảm thấy áp lực hết. Ngày nào cũng cảm thấy không thoải mái với công việc mình làm hết. Ngày nào chúng ta cũng cảm thấy không được tuyệt vời hết. Thì mình có hạnh phúc được không? Chắc chắn là không hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ chúng ta làm cái công việc mình yêu thích, thì từ thứ hai đến chủ nhật thì ngày nào cũng là một ngày tuyệt vời hết, ngày nào cũng là ngày Tết hết, ngày nào cũng là cái ngày hạnh phúc hết, đúng không ạ? Bởi vì mình làm được cái công việc mình yêu thích, ngày nào mình cũng làm với một cái nhiệt huyết, một cái đam mê, chúng ta yêu thích như vậy đó thì chúng ta mới thành công được. Phải yêu thích công việc mình làm mình mới thành công được, đúng không ạ? Và đặc biệt là mình làm cái việc mình đam mê mà mình còn kiếm được nhiều tiền nữa, thì đó có phải là hạnh phúc không ạ? Và đó là lý do tại sao anh chị ha, tại sao mình lại nhiệt huyết như vậy, tại sao Thiện lại chia sẻ nhiệt huyết như vậy. Bởi vì mình làm những cái việc mình yêu thích, à đúng không ạ? Mình làm những cái việc mình yêu thích cho nên là lúc nào mình cũng luôn luôn thấy tràn đầy năng lượng hết đó. Nếu công việc anh chị mình làm với mức lương mà mình cảm thấy không tuyệt vời thì mình có thể ra quyết định mình thay đổi, mình lựa chọn cái cuộc sống tốt hơn, đúng không ạ? Anh chị gặp những cái người mà họ thành công lớn á,
khi mà họ làm việc cũng giống như là họ đi chơi vậy đó. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ làm những cái công việc họ không nghĩ đó là công việc, họ không nghĩ đó là nghĩa vụ, không phải là cái gì bắt buộc họ làm, mà bởi vì họ làm là gì ạ? Họ làm mà không cảm thấy mệt mỏi, bởi vì là gì ạ? Họ làm bằng cái việc là gì? Ý thức và tiềm thức hợp nhất là một. Lúc đó ý thức và tiềm thức của họ suy nghĩ nhất quán, suy nghĩ đến cảm xúc hợp nhất là một. Suy nghĩ thì tạo ra hành động đúng không ạ? Hành động thì tạo ra kết quả. Suy nghĩ nhất quán với cảm xúc, nhất quán với hành động thì tạo ra được kết quả thôi. Và đó là lý do bạn tự do thời gian rồi á, thì bạn mới tự do tài chính, đúng không ạ? Thế bạn tự do thời gian rồi, có phải là bạn dành toàn cái thời gian đó bạn làm cái công việc mình yêu thích không? Có phải mình đang đi xây dựng ước mơ cho mình không ạ? Mình xây dựng một cái tương lai giàu có, một cái doanh nghiệp cho mình cũng đúng không ạ? Còn bây giờ mình chưa tự do thời gian, đôi lúc là gì ạ? Mình làm một ngày 8 tiếng rồi, mình muốn đi xây dựng ước mơ của mình nữa đó, thì mình về mình hết sức lực rồi, mình hết năng lượng rồi, đúng không ạ? Mình không có đủ nhiều thời gian. Xây dựng ước mơ cho người khác thì 8 tiếng, còn xây dựng ước mơ cho mình á thì học có 2 tiếng thôi cũng thấy cảm thấy là gì? Ô, học 2 tiếng nhiều quá, học nhiều quá không được thoải mái, đúng không ạ? Và bạn phải hiểu ra cái gì? Đó là nó đến từ cái việc là gì? Tại sao nhiều người họ biết rằng là gì? Thành công là một điều tuyệt vời, trả công theo kết quả là một điều tuyệt vời, nhưng mà tại sao họ không dám làm? Vấn đề ở đây đó là họ sợ. Đó bạn nghe Thiện chia sẻ như vậy thì rất hợp tình hợp lý luôn, nhưng mà họ không dám làm bởi vì sợ, đúng không ạ? Sợ bán hàng, sợ bị từ chối, sợ sao ạ? Kinh doanh thì sợ mất tiền, đầu tư thì sợ thất bại, nhưng mà không, có một cái sợ đó chính là không sợ nghèo, được không ạ? Và rất là nhiều người họ lựa chọn sống trong cái cuộc sống mất đi cái sự tự do đó, họ sống trong cái sự không thoải mái đó. Và khi chúng ta hiểu được rồi thì nó đâu còn là nỗi sợ nữa đâu anh chị. Thật ra nỗi sợ nó chỉ là một cái cảm giác thôi, nó không có thật. Chúng ta sợ là bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta được cài đặt những cái niềm tin giới hạn ở đó, đúng không ạ? Chúng ta bị cài đặt những cái niềm tin giới hạn đó, cho nên là gì ạ? Chính những cái niềm tin nó mới kéo anh chị trở lại. Và bao nhiêu trong số anh chị ở đây nè được dạy cái niềm tin là gì? Con nít á thì không được cầm tiền, cầm tiền nhiều là sẽ sinh hư đó, đâu mà Tết đến rồi bé thì rất thích lì xì, nhưng mà sao ạ? Khi mà được lì xì rồi ba mẹ nói rằng là gì? Đưa ba mẹ cầm tiền cho con mà cầm tiền là con sẽ hư hỏng đó, con sẽ chơi cái này chơi cái kia hư đó, bị người ta dụ đó, đừng có cầm tiền nha. Rồi cuối cùng sợ quá đưa hết tiền cho ba mẹ luôn, đúng không ạ? Và bây giờ sao ạ? Bây giờ lúc nào nó cũng có một cái niềm tin là gì? Nó cầm tiền là nó không có giữ được, nó cầm tiền là nó sẽ làm điều sai trái, cho nên là gì? Lớn lên nó cũng không biết quản lý tiền luôn, có bao nhiêu tiền đưa mẹ nó hết, có bao nhiêu tiền là sao ạ? Có bao nhiêu tiền là không biết quản lý, bởi vì trước bây giờ từ nhỏ đến lớn là gì? Dạy được là gì? Con thì không được cầm nhiều tiền, và cuối cùng lớn lên cũng không kiếm nhiều tiền luôn. Nó đến từ niềm tin mà, đúng không ạ? Và có rất là nhiều cái niềm tin nó ảnh hưởng cực kỳ lớn đến tài chính và thành công của chúng ta, đúng không ạ? Có một cái niềm tin đó là gì ạ? Mà chúng ta hay được nghe đó chính là gì? Lão nhà giàu này, này hà tiện lắm, bọn cường hào ác bá, đúng không ạ? Và đó là những cái niềm tin đã được cài đặt từ cái thế hệ trước cho chúng ta rồi, được không ạ? Anh chị phải hiểu rằng là gì? Ông bà của chúng ta ở thế hệ trước xuất phát từ nông dân, đúng không ạ? Từ nông dân, từ công nhân, từ cái tầng lớp nông sản đi lên. Và cho nên sao ạ? Cái điều ác cảm với những người giàu có nó được hình thành lập trình ở trong cái suy nghĩ của họ, được không ạ? Với những người nào sở hữu nhiều đất đai, nhiều ruộng vườn, nhiều tài sản, anh chị có ác cảm với người đó luôn, được không ạ? Và cái ác cảm này nó được truyền từ đời ông, đời cha, rồi tới đời con, đời cháu, đời chắt, và cuối cùng truyền sang cả dòng họ luôn, được không ạ? Nhưng chúng ta khi mà chúng ta có tri thức, chúng ta có hiểu biết rằng là gì? Tiền là quan trọng, tiền là tự do, tiền khiến cho cuộc sống của chúng ta dễ chịu hơn, được không ạ? Và bởi vì sao ạ? Bản chất anh chị, bản chất tiền thì nó không làm thay đổi bản chất con người, mà tiền nó chỉ làm khuếch đại cái tính cách của người đó lên thôi. Khi bạn là một người tốt, bạn có nhiều tiền thì sao?
bạn sẽ làm nhiều việc tốt hơn. Khi bạn là người không tốt, bạn có nhiều tiền, bạn sẽ làm những việc không tốt hơn. Được không ạ? Khi là bạn là những người bủn xỉn, thì khi ít tiền hay nhiều tiền gì bạn cũng bủn xỉn cả. Được không ạ? Khi mà bạn gọi là gì? Bạn là một cái người không hạnh phúc, thì khi có nhiều tiền hay ít tiền gì bạn cũng cảm thấy mình không hạnh phúc cả. Được không ạ? Và anh chị hình dung là gì? Tiền bạc nó không phải, nhiều người họ nói rằng là gì, tiền bạc là không tốt, mà thực sự anh chị, tiền bạc nó là một vật trao đổi ngang giá thôi anh chị, nó không có liên quan gì đến cái việc là gia đình tôi không hạnh phúc là tại vì tiền, tôi không khỏe là tại vì tiền, vợ chồng tôi cãi nhau là tại vì tiền. Bản chất là gì? Tiền nó là một cái vật trao đổi ngang giá, nó không có liên quan gì đến cái đó cả. Và anh chị hình dung là gì, ví dụ là gì, tiền á, ví dụ như là gì, bây giờ một cái khẩu súng mà theo anh chị là khẩu súng là tốt hay xấu ạ? À, nó không tốt không xấu. Bây giờ một khẩu súng mà nó đưa vào một tay của viên cảnh sát để bảo vệ người dân, thì đó khẩu súng là tốt hay xấu ạ? À, đó là điều tốt. Nhưng mà bây giờ một cái khẩu súng đưa vào tay của một tên ăn cướp, thì đó là khẩu súng tốt hay xấu ạ? À, xấu hay tốt là do người sử dụng. Và tiền nó cũng không xấu không tốt, xấu hay tốt là do người sử dụng. Và sự giàu có cũng vậy, giàu có không tốt cũng không xấu, tốt hay xấu là do cái người sử dụng cái tiền khi mà họ kiếm ra đó, nó sẽ làm cái điều đó, nó sẽ khuếch đại cái tính cách của người đó lên thôi. Đó mà khi bạn là người sao ạ, đố kỵ ganh ghét người khác, thì khi có ít tiền hay nhiều tiền bạn cũng là đố kỵ ganh ghét với người khác thôi. Được không ạ? Nhưng mà bạn là một người tâm tốt tâm sáng, bạn muốn yêu thương giúp đỡ mọi người, thì khi bạn không có tiền bạn cũng muốn giúp đỡ mọi người, và khi có nhiều tiền bạn sẽ giúp đỡ nhiều người hơn. Được không ạ? Cho nên là thật sự anh chị, nếu như bây giờ anh chị còn giữ cho mình những cái niềm tin là tiền bạc là không tốt, kiếm nhiều tiền thì tôi sợ lắm, và sao ạ, tiền nó sẽ là cái thứ gì đó là làm cho tôi, gia đình anh chị em tôi không hạnh phúc, thì nếu anh chị còn giữ những niềm tin sai lầm như vậy, thì tiện khẳng định với anh chị là gì, kết quả tài chính của anh chị hiện tại nó chưa được như mình mong muốn đâu, đúng không ạ? Nó chưa có gia tăng được. Vậy thì bây giờ làm sao? Bây giờ để thay đổi kết quả thì mình phải cài đặt lại bên trong mình, phải có những niềm tin đúng về tiền. Bạn tin đúng thì nó mới xảy ra đúng. Và người thành công họ tin rằng là gì? Tiền là tốt, tiền là tự do, tiền là hạnh phúc, tiền giúp cho cuộc sống của tôi dễ chịu hơn. Bởi vì anh chị có đồng ý rằng là gì? Tất cả chúng ta đều phải sống bằng tiền. Bây giờ giả sử không có tiền nữa đi, anh chị sống được không? Vậy thì là bây giờ tiền tốt hay tiền xấu? Tiền cực kỳ tốt. Bởi vì bạn chơi với một người bạn mà bạn nói với người đó là gì? Bạn là người tốt, bạn là người tuyệt vời, tôi rất là yêu quý bạn, tôi rất là thích chơi với bạn, thì người bạn nó sẽ rất là thích chơi với anh chị, đúng không ạ? Còn bây giờ bạn chơi với một cái người bạn mà ngày nào cũng đi nói xấu, chỉ trích, oán trách, chê bai, người bạn đó có muốn chơi với mình nữa không? Và tiền bạc nó cũng như vậy. Tiền bạc nó cũng chứa năng lượng nha, ngày nào cũng nghĩ là tiền không tốt hết. Ngày nào cũng áp lực về tiền, mỗi lần nghĩ đến tiền là không tích cực, mỗi lần nghĩ đến tiền là không thoải mái, mỗi lần nghĩ đến tiền là stress, thì lúc đó bạn không kiếm được nhiều tiền. Bởi vì bản thân của Thiện trước kia cũng đã trải qua những cái điều đó rồi, mình suy nghĩ không tích cực về tiền thì chắc chắn tiền nó không đến với mình. Và tự nhiên khi mà mình biết ơn, mình yêu thương, mình nuôi dưỡng lòng biết ơn và tình yêu thương với tiền bạc, cái tiền bạc nó lưu thông trở lại. Cho nên là sao ạ? Thật sự anh chị, nó đến từ những cái niềm tin của chúng ta. Và bây giờ anh chị muốn cái sự thành công về tài chính của mình nó phát triển đi lên đi lên đi lên, thì mình phải thay đổi lại cái niềm tin gốc rễ về tiền bạc của mình, bên trong tư duy và suy nghĩ của mình. Và mỗi buổi tối anh chị, thì lúc 20 giờ 30 như thế này á, thì người thầy của Thiện sẽ chia sẻ về cái hành trình làm như thế nào để cài đặt lại những cái niềm tin về tiền bạc, về thành công, về sự giàu có bên trong tâm thức của anh chị, bên trong suy nghĩ của anh chị. Bởi vì sao ạ? Bên trong anh chị nghĩ đến sự giàu có thì mình nghĩ giàu thì mới làm giàu được, đúng không ạ? Bây giờ bên trong của mình niềm tin là gì, tiền là không tốt, thì xác định luôn không bao giờ kiếm được nhiều tiền. Cho nên là gì ạ, tối nào thì Thiện cùng với những anh chị câu lạc bộ chúng ta cũng có tham gia học tập để rèn luyện cài đặt những cái niềm tin về tiền cho mình. Còn những anh chị nào muốn tham gia vào lúc 20 giờ 30 tối ngày hôm nay để học được những cái niềm tin cài đặt đúng và những cái niềm tin về tiền, thì sao ạ, hãy đăng ký tham gia để Thiện gửi tặng mã Zoom cho anh chị, chúng ta cùng nhau học tập phát triển cài đặt lại những cái niềm tin về tiền đi. Bởi vì niềm tin về tiền mà nó sai á, thì dù công việc kinh doanh của anh chị có phát triển
dù công việc kinh doanh anh chị có cỡ nào đi nữa, lớn cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà tài chính nó không phát triển được, doanh thu lợi nhuận nó không phát triển được. Và thực sự nhiều anh chị nói rằng là gì, công việc kinh doanh của tôi không phát triển là bởi vì thị trường, công việc kinh doanh của tôi không phát triển là bởi vì cái này cái kia, đổ lỗi cho cái lọ cái chai. Nhưng mà thật sự không phải đâu, nó đến từ cái niềm tin của anh chị á. Anh chị tin rằng là gì, thị trường bây giờ khó lắm, thị trường là tình hình chung, cho nên là tôi không kiếm được tiền, đúng không ạ? Thì bạn tin sao nó đúng vậy. Còn người thành công họ tin rằng là gì, dù như thế nào họ vẫn, dù thị trường như thế nào, dù nền kinh tế như thế nào, họ vẫn giàu lên mỗi ngày. Đó là hai niềm tin khác nhau, cho nên là hai tạo ra hai kết quả kinh doanh khác nhau. Anh chị hình dung được không ạ? Tại sao cũng thị trường như vậy, nhiều người trở nên thành công và giàu có, còn mình thì không? Nó đến từ mình, nó đến từ niềm tin của mình. Và cái câu mà anh chị nói là tình hình kinh tế chung, mình không kiếm được tiền, công việc kinh doanh ai cũng như ai. Niềm tin đó anh chị nghe từ ai? Những người viết bài báo, những người nói anh chị từ niềm tin đó. Họ giàu chưa? Nếu như người chưa giàu thì xác định luôn, cái niềm tin của anh chị là cái niềm tin không hỗ trợ cho sự thành công của mình. Cho nên là phải cài đặt lại, phải nghe những người thành công thực sự chia sẻ. Mình cài đặt đúng niềm tin thì mình có kết quả thành công lớn được, mà còn giữ những cái niềm tin là gì? Ồ, nền kinh tế như này, nền kinh tế như thế kia, tư duy tôi như thế này, cuộc sống tôi như thế kia, tôi sinh ra một trong một gia đình như thế này, tôi không có thể nào thành công được. Đó chỉ là cái lý do thôi, đó chỉ là cái niềm tin thôi. Được mà, cho nên bây giờ muốn thay đổi không? Muốn thay đổi thì học tập để thay đổi lại cái suy nghĩ và cái niềm tin bên trong của mình, để mình thay đổi được kết quả. Được không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta cũng sẽ tham gia vào buổi Zoom tối ngày hôm nay ha. Những anh chị nào muốn tham gia thì có thể nhắn trực tiếp cho Thiện hoặc là đăng ký ở trong cái phần mô tả trên các cái kênh của Thiện đó, để mình có thể là tham gia nhận mã Zoom để chúng ta học trực tiếp. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị ha. Bởi vì buổi tối ngày hôm nay rất là hay, cài đặt về những niềm tin, những tư duy của người thành công cực kỳ hay luôn. Bỏ một bữa là không được đâu anh chị, nó hay cực kỳ luôn. Thế nên là phải vô học cho nó nhanh lên, cài đặt cho nó nhanh lên. Trước giờ chưa thành công rồi đúng không? Thì bây giờ học để thành công đi. Được không ạ? Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị. Chúc cả nhà chúng ta có một buổi tối vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc, tràn đầy năng lượng ha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tham gia học tập cùng với người thầy của Thiện ha. Rồi, xin chào mọi người.